Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thời gian qua. Thông tin về phương án mở lại chợ truyền thống, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có 28 trên 234 chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại, tập trung vào các quận như quận 5 có 5 chợ, huyện Củ Chi có 7 chợ và huyện Cần Giờ có 8 chợ hoạt động trở lại. Dự kiến hôm nay ngày 8 tháng 10, ông Tú cho biết sẽ có thêm 3 chợ tiếp tục được mở lại. Về nguồn hàng về chợ đầu mối, ông Tú cho biết loại hình này chưa hoạt động trở lại nhưng có khu tập kết trung chuyển hàng đang hoạt động ổn định. Nguồn hàng về thành phố Hồ Chí Minh tăng dần so với trước ngày 1 tháng 10. Theo đó, trước ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có 800 đến 900 tấn mỗi ngày, hiện nay tăng lên từ 1.100 đến 1.200 tấn một ngày. Về khó khăn của các địa phương, ông Tú cho biết Sở Công Thương chưa nhận được phản ánh về khó khăn trong mở lại chợ truyền thống. Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang khẩn trương rà soát để đảm bảo an toàn khi mở lại chợ cho người dân mua sắm. Theo chỉ thị số 18 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, sau ngày 30 tháng 9, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các loại hình trên. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.